Sơn Trôn Pháo Hoa, kênh Pháo Hoa số 1 Việt Nam. Hello anh em nhé, chào tất cả viên thức của mình là Sơn Trôn Pháo Hoa đây. Chúc anh em buổi tối vui vẻ. Thì tiếp tục cái này thì mình lại đốt pháo cho anh em xem thôi. Thì hiện tại giờ mình đang ngồi sân lên anh em ạ. Rồi, trời hôm nay nó cũng hơi lạnh đấy, gió mút tóc rồi này. Đấy. Thì ở đây hôm nay mình gọi là chuẩn bị một hộp pháo bắn anh em ạ, nguyên một hộp luôn, nguyên đai nguyên kiện luôn. Ở đây thì nó có 12 cây pháo bắn anh em ạ. Ừ. Nói chung là lâu lâu thì mình gọi là ra clip gọi là vừa gọi là thỏa mãn đấy, gọi là mình hay thích chơi pháo mà. Cái tiếp theo nữa là làm clip gọi là anh em ở nhà đấy, vui rảnh có làm gì thì có thể lên xem cũng như ủng hộ kênh cho mình ấy. Đấy, là mình có cái động lực để sản xuất những cái video hay hơn nữa. Đây cái hộp của nó đây, mình sẽ mở ra để cho anh em cùng xem nhé. Thì nói chung là những anh em mà đã theo dõi kênh của mình từ trước rồi ấy thì sẽ biết ngay đây là pháo gì. Đấy. Còn cái cây này thì mình cũng nhớ cái năm hồi xưa năm 2013 2014 ấy thì mấy ông thanh niên ông ấy cứ cầm cái này ông ấy mua ở đâu ấy, xong ấy bỏ về bán ấy. Đấy mà mình thì lúc ấy cũng nhiều anh em chơi cũng rất là thích là mua ấy, nó không bán này nhỉ. Toàn nó cứ bỏ 15 nghìn đồng tí 20 nghìn ấy. Đấy. Thì một cái cây này thì mình nhớ nhầm mình ở bên trong nó có khoảng 20 quả bắn nhá, và nó cũng bắn bay, nó cũng phịch phịch, cũng có thuốc bắn bay lên trời này, xong nó cũng tạo ra hoa luôn, thực sự là rất là đẹp luôn. Cái này nếu mà chơi ở Việt Nam thì gọi là không còn gì bàn luôn, và nó rất là an toàn luôn ấy. Thứ nhất lỗ nó bé này. Đấy, nó cây nó cầm rất là gọn, cầm đấy, bình thường mình hay cầm bắn này này. Giờ mình sẽ chơi đúng 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 cái kiểu của nó nhá, là kiểu nó như này anh em này. Để mình sẽ thiết kế nó này. Đấy, mình gì chân đây. Đấy. Ok. Một mình hơi khó. Ông anh mình vừa đi tắm rồi đấy, nên là mình có gì. Đây, mình đã làm xong rồi. Đây, nguyên bản của cái cây pháo này là sẽ chơi như này nhá. Đấy, cái chân những cái chân màu đen này sẽ tạo thành một cái chân bốn cọc này cho nó đứng như này. Đấy, để cho mình khoảng cách an toàn đấy, và cũng để cho cây pháo nó có thể đứng lên trời ấy. Đấy, sau đó mình sẽ chơi, mình sẽ đốt ở chỗ này. Đấy. Bây giờ mình sẽ xếp tất cả cây lên và đốt cùng một lúc. Ủa anh em ạ. À, đằng kia đang đốt pháo kìa. Đây là pháo của Sơn Xuân Pháo Hoa nhá. Mình xem ôi sao thế có một nhỉ? Chắc mình sẽ đợi ông anh mình ra đây để anh mình đốt hộ. Ui ui giời, nó buồn cười đấy anh em ạ, nó chỉ thế này thôi. Đói. Ủa, nói chung là cũng đẹp phết anh em ạ, gọi là đây gọi là gọi dạng pháo gọi là trẻ con chơi thôi, gọi là nghịch vui là cũng được. Nhưng trông kiểu này tại vì mình có một mình, ông anh mình thì vừa đi tắm rồi đấy, khả năng mình sẽ cầm mấy cây này xong mình đốt, xong mình sẽ quay cho anh em xem. Đây mình cầm phát ba cái luôn này cho anh em xem cho lét. Ôi đẹp phết, mình sẽ bắn bảy trước kia nhá, ba cái liên tục anh em ạ. Wow. Cái lực bắn thì nó gọi là cũng rất mạnh phết anh em ạ. Mình cầm nó cũng giật đi giật lại. Đây có ông chủ mình, ông chủ nhà đây, mình khả năng mình sẽ nhờ ông ấy để đốt hộ mình anh em ạ. Mình sẽ cầm mấy cây liền nhá. Thì gan hiểu sư cờ bạn quang của tôi an an na liền tôi đây, sư cờ. Đây nhá, một cái này nhá. Ô hình như cháy có hai rồi. Ồ, tôi đi cờ ý. Ồ, băng rồi, đi xem. Đợi đốt đồng gì cho luôn. Đẹp chưa anh ạ? Úi giời. Ồ, ông này gì, đâu, tăng xe. Ồ, ồ. Mình chắc mình phải cầm ba cái liền cho ông cái gì đấy. Ôi em nhìn nhá, này cái cánh hôm nay có trăng đẹp phết nhá.
Ôi kìa. À, cái này thì giờ mình mới nhớ ra cái đặc điểm của nó nhé. Cái này là một cái thì nó rơi vào khoảng 15.000 anh em ạ, 15.000 một cái này nhá. Và cái loại loại nhỏ nó chỉ bay ra gọi là nó chỉ màu sáng sáng và lỗ thôi. Còn cái loại to kia là tầm khoảng 40.000 thì nó bay ra nó cả có cả màu hoa nữa. Đấy, chân này. Hôm qua mình định quay cho anh em xem nữa. Hôm qua thì ông chủ nhà ông cũng mua bao nhiêu pháo liền, ông ấy kiểu cho cháu chơi đi. Đấy, hôm qua ông chơi mình quay cho anh em xem. Vẫn còn ở đây, vẫn còn mấy cây nữa này. Ba cái nữa mình sẽ cầm mình đốt đốt nhá. Đây cái hộp pháo loại mình đốt Tết đây này, nguyên đây này. Thì hôm qua ông ấy cũng chơi đầy loại pháo ở đây này, đầy pháo này. Đó. Ở đây gọi là đốt pháo, cái này mình vẫn hôm nay quên chưa vẫn tắt. Còn ba nữa mình sẽ chơi lốt nhá. Mình lại ra đây. Đây cái này cũng rơi bốn cái nữa chứ. Được cầm đốt đốt nhá. Đây là anh Lương đạp trai anh em ơi, là mới thấy xuống. Xin chào tất cả anh em nhá. Hôm nay mình đốt cho em Sơn. Đấy. Em Sơn em bảo là mọi người bảo anh Lương lâu không xuất hiện. Ngại quá. Đây, ở đây mình có bốn cái. Đấy em cầm đây rồi anh đốt đốt đúng cho em đúng cái bốn ngoài này được. À cho bốn phát luôn à? Bốn luôn, đốt xong tám cái rồi. Rồi ông già đốt cho mấy cái. Cứ nốt cái này nó phải gì nào nhỉ? Sợ nó đốt nó không. Cái này châm nữa cháy đều không nhỉ? Được, cuốn cuốn vào như thế nào cũng được. Ừ được rồi đấy. Đấy, mình sẽ nốt mấy này nó kết thúc clip nhanh nhá. Bắn căng luôn. Dạ phết đi. Đâu mình xem nó cao bao nhiêu nhá. Cũng cao phết nhá. Cũng phải tầng khoảng tầm tầng 4 tầng 5 ấy. Wow. Thế xong rồi anh em ạ. Đấy. Xong ở đây chơi pháo gọi là mình không có tiền mua pháo thôi chứ còn bao nhiêu pháo chơi cũng có bình thường nhau, chơi chán thì thôi. Ở như Việt Nam mình thì vẫn hiện tại giờ đang cấm pháo lổ ấy, chỉ chơi được gọi là pháo không lổ thôi. Từ đây gọi là chơi chán nò thôi. Đấy, anh nhìn này. Này quá, chắc là clip của mình sẽ xin tại đây nhá. Anh em đừng quên like đăng ký kênh của mình nhá. Giờ lên làm đắp chân xong chỉnh sửa clip đăng lên cho anh em xem thôi. Này lắm.